2 nè, 4 nè. Bên kia luôn hả chú hả? Sẵn. Dạ. Con thấy lạ chỗ này nè nghe, mình thấy lạ chỗ này nè. Là có nghĩa là khi mà người ta 6 ngón người ta mọc cái ngón nhánh á, con gặp rất là nhiều. Cái ngón người ta mọc nhánh ra nó không có đều. Dạ, nó mọc nhánh ra ở bên. Nó không có đều nhưng mà cái đôi bàn tay của chú á thì nó rất là đều. Mình nhìn thì nếu như nhìn sơ qua thì mình không biết luôn đúng không? Không biết là nó sẽ có 6 ngón. Dạ Quỳnh Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Quỳnh Hồ có dịp về An Giang trên một cái bến đò qua sông Hậu. Thì Quỳnh Hồ sẽ quay cho cô bác quý anh chị xem về một hoàn cảnh gia đình mà ba đời tất cả những người trong gia đình đều có 6 ngón tay và 6 ngón chân. Và thông tin này thì Quỳnh Hồ dạ cô bác quý anh chị thì sau khi qua một cái con đò thì bạn Quỳnh Hồ cùng với bạn Gông Gũi Miền Tây đang có mặt tại nhà chú Tòng. Và sau lưng là cái căn nhà của chú. Thì hiện nay thì qua tìm hiểu thì chú chỉ có ở nhà có một mình thôi. Con của chú thì đi học rồi. Và mình sẽ quay về cái điều đặc biệt của gia đình chú là về có 6 ngón tay và 6 ngón chân. Dạ con chào chú Tòng ơi. Dạ chào chú Tòng. Ủa sao chú quét nhà? Hả? Vợ chú đâu? Bỏ đi rồi. Dạ. Vậy là chú vừa làm cha vừa làm mẹ luôn. Hả chú? À vậy là chú Tòng bây giờ ở nhà với con gái không hả chú Tòng? Với bà chị nữa hả? Dạ. Trước tiên thì cho tụi con gửi lời chào chú nha. Thì chú Tòng ơi thì chú có thể giới thiệu sơ về mình được không chú? Tại sao? Là chú năm nay bao nhiêu tuổi đây? Đừng có. Dạ. Năm nay hả? Dạ. Năm nay chú 49 tuổi. 49 tuổi. Cái công việc hàng ngày của mình là làm gì hả chú? Chạy xe ôm. Dạ. Thì hiện nay thì trong cái ngôi nhà của mình là có bao nhiêu người hả chú ơi? Có chú, chị, chú, con dạ. Chú với hai thằng nữa, hai con nữa, 5 người. Chú tổng cộng là mấy người con chú? Hai người, ba người con. Ba người rồi mà như hai kia là con của vợ, chú cũng ở đây. À vậy là con sau của vợ chú hả? Con riêng trước á. Dạ. Chú ở vợ chú được đứa con gái nữa. Dạ. Vì con nghe chú nói thì chú với vợ của mình chia tay. Dạ. Nó đi mặn với rồi nó quen khác rồi về nó ôm gói đi luôn. Lâu chưa chú? Cấp Tết. Mặn công ty hay là sao chú? Mặn cho ta như nó nuôi con ta đó. Dạ. Trời. Giữ con ta đó. Dạ. Thì hiện nay thì cái công việc của chú là chạy xe Honda ôm. Có ruộng đất gì không chú hả? Không con không có giờ không có ruộng đất. Nhập của mình chạy xe đơ mà ổn định không chú? Cái này chạy ấy hôm chạy sáng đêm mới về đó. Cũng mấy chục ngàn bạc. Về đó. Chạy luôn ban đêm luôn hả chú? Đêm luôn. Chú tụi con đến đây là với một cái về cái hoàn cảnh của gia đình chú là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tụi con biết được cái thông tin là mình cái đôi bàn tay của mình á, có tay chân là đều là 6 ngón hết rồi chú hả? Chú có thể cho con xem với. 2 nè, 4 nè. Bên kia luôn hả chú hả? Sẵn. Dạ. Con thấy lạ chỗ này nè nghe, mình thấy lạ chỗ này nè. Là có nghĩa là khi mà người ta 6 ngón người ta mọc cái ngón nhánh á, con gặp rất là nhiều. Cái ngón người ta mọc nhánh ra nó không có đều. Dạ, nó mọc nhánh ra ở bên. Nó không có đều nhưng mà cái đôi bàn tay của chú á thì nó rất là đều. Mình nhìn thì nếu như nhìn sơ qua thì mình không biết luôn đúng không? Không biết là nó sẽ có 6 ngón. Nè ngón cái nè, ngón trỏ nè, ngón giữa nè, này là ngón này ngón gọi ngọt gần giữa này, ngón này áp út nè, áp út là ngón này đúng không? Ngón út tới này, ngón út cái mình nhìn y như là cái bàn tay bình thường thôi. Nhìn nó sơ qua là sao? Sơ qua bàn chân cũng vậy luôn hả chú hả? Ồ cũng y vậy luôn. Ồ 2 4 6 bên kia cũng vậy luôn hả chú? 2 3 4 5 6 Trời ơi kỳ lạ quá. Nó kỳ lạ là có nghĩa là ví dụ như ở trong này nè, của người ta thường nó mọc xéo qua đây. Ừ. Nghe chú? Nhánh ra không? Dạ còn của chú thì nó trong bàn xương của nó thẳng ra luôn. Yeah. Ồ quá kỳ lạ. Chú ơi, vậy thì cái việc mà mình 6 ngón đó là này là mình di truyền hay sao? Này em già là có. Dạ. Để chú ra với bà chị nó có hai người. Chú có mấy anh chị em? Chú
năm cha mà mất anh chị còn hai anh đi. Dạ. Chị thứ ba mất còn hai anh, có anh thứ tư năm có chú út. Dạ. Chú với người chị thứ hai là có. Có. Ngày xưa chú học khoảng hết lớp mấy chú nghỉ ha chú? Chú học lớp 8. Dạ. Chú cho con hỏi vậy, khi mà mình có sáu ngón tay, có sáu ngón chân vậy đó, thì bạn bè của mình hay là đi học ngày xưa thì họ có kỳ thị không chú? Mình thấy cũng trọng về thì tự nó quen nó cũng không có nói gì, đậu cũng trọng. Dạ. Nhưng mà theo con thấy là khi người ta quan sát kỹ thì người ta mới nhận biết mình là sáu ngón. Ừ. Còn ví dụ mà nhìn sơ qua người ta cũng tính như bình thường, tại thường những người sáu ngón kia người ta chẻ ngang ngay cái ngón áp út hoặc là ngón cái gì đó. Mà cái kỳ lạ là cả hai bàn tay và hai bàn chân luôn, những người kia người ta mọc nhánh, người ta chỉ có một bàn thôi, đây gọi là một nhánh chỉ có một bàn thôi. Tổng thì... cộng là chú là 24 ngón chân. Đúng rồi. Và tay là 24 ngón. Đúng rồi, chân và tay là 24 ngón. Cái việc cầm nắm của mình, những cái vật dụng của mình hay là làm việc gì nó có thuận lợi hay là bất tiện gì không chú? Được. Ví dụ như mình cầm đũa ăn cơm sao chú? Được, được, cầm vậy nè. Dạ. Hồi xong cái đoạn này thì sáng nay chắc chú cũng chưa ăn sáng. Chưa. Mấy chú cháu mình đi ăn ăn hủ tiếu ha. Chú ở đây biết cái quán nào ngon giới thiệu cho tụi con đi ăn chung với chú ha. Thôi đi ăn hủ tiếu hả chú ha. Thưa cô bác với anh chị, thì sáng nay thì lại nhà của chú Tòng, thì cũng may mắn là chú chưa có đi chạy xe, tại hôm qua chú chạy về khuya quá. Quên còn cái vấn đề này nữa nè bà Nghĩa, là con của chú cũng có sáu ngón luôn, cả tay và chân cũng sáu ngón luôn. Cũng học chưa chưa nó về. Cũng như chú luôn phải không? Là 24 ngón tất cả. Nó cắt hết ngón. Cắt hết ngón. Cắt hết ngón. Dạ. Dạ. Rồi cô hai của bé là chị của chú cũng vậy, nhưng mà hiện nay đang buôn bán thì chút xíu nữa mình lại sao? Bà có hai bàn giò. Dạ, hai bàn tay thì không có. Dạ. Coi như là cũng là di truyền hay chú ha. Di truyền một phần. Dạ. Và bây giờ chú cháu mình tâm sự đây đi. Con với bạn Nghĩa mời chú đi ăn sáng với tụi con nha. Rồi, đi chú ơi. Trước nhà mình có cái bảng bán đất nhà là mình tính bán luôn rồi chú. Có chữ bán đất nhà, chú tính bán đất luôn. Ủa tại sao mình bán rồi mình ở đâu? Mình bán rồi mình ở đâu? Ví dụ như mình ở đây là mình bán cái nhà này là gì, giá trị nó khoảng nhiêu chú? Chú bán gì giờ còn mấy anh đó, nếu bán phải chia đó. Trời. Mà nó khoảng vài trăm triệu vậy không chú? Cũng vài trăm. Ở đây khó khăn quá, mình sống không nổi, mình bán vô quê hả chú? Con thấy thì chạy xe chứ ngày được nhiêu tiền đâu. Ồ. Nhỏ ăn học. Rồi đi chú ơi, mấy chú cháu mình đi nha. Chú chạy trước đi. Rồi chú chạy trước, tụi con chạy theo. Nói vậy chứ khi mà chạy xe ôm mà mình chạy vào buổi tối á, nó xa đường nó xa. Rồi với lại xe mà nó chất lượng không cao, cái nó mất nó nhiều khi nó một là không có gấp, hai là nó sẽ có thể là nó nguy hiểm cho mình. Ví dụ như mình đi đường xa, đường vắng, xe nó có thể nằm đường nằm máy á. Ở miền Tây của mình á thì cái món đặc sản đó là cháo lòng. Cháo lòng. Ở đây có cơm tấm luôn anh ta. Cô chủ mình có hai món hả? Cơm, cháo, mì, hủ tiếu với canh nuôi nhóc trơn mọi người hết hết trơn, còn có trễ quá hết hả chị? Dạ. Cái việc mà mình ăn uống của chú thì sao chú? Hả? Có nghĩa là khi mà chú làm cái công việc chạy xe Honda ôm đó thì ăn cơm trưa sao? Cơm trưa hả? Khi tới đêm tới trưa chú mới ăn cơm sáng rồi nó ngọt rồi. Khi tối mà ăn cơm sáng, ăn mì rồi. Xuống đây ăn cơm nè. Rồi nấu mình tự nấu hay là hai chân? Tự nấu. Dạ. Về nấu rồi bà chị về chiều có nấu. Khi đứa con gái chú về nó nấu cơm nữa. Chạy xe nó nhà nó nấu. Dường cơm điện lên bỏ nữa. Vậy là việc ăn của mình cũng hơi thất thường hay chứ? Hiện nay thì xe, về vấn đề mà xe Honda đó, xe gắn máy nó rất nhiều. Thì thu nhập hàng ngày của chú bình quân khoảng nhiêu tiền chú? Đỡ chừng 70 ngàn nấu rồi. Trời. 70 nghìn. Mà phải lo con gái chú. Con gái chú học lớp mấy hả chú? Lớp 6 à. Lớp 6. Hôm nay cấp 2 còn học. Chi phí đóng tiền học nó có nhiều không chú? Năm trước thì cũng đã triệu triệu mấy rồi, hôm nay mới đi. Chú có sổ hộ nghèo không? Là có rồi, bà già nó mất rồi nó rút nghèo, nó hết nghèo.
Cảm ơn chú Tòng đã cho con biết cái quán ăn vừa ngon vừa rẻ. Có cơm nhỉnh đây chú. Dạ. Ôi chú ăn sáng nay chắc cũng đói bụng. Chú nói là chú hấp cơm ăn. Hấp cơm ngồi ăn mà. À, chú cầm cái ly bằng ba ngón đây thôi. Thôi bây giờ tụi con sẽ lên trên đường đi, tụi con sẽ tìm cô hai. Không mấy thì tụi chiều tụi con sẽ quay lại. Cảm ơn chú Tòng đã cho con biết cái quán ăn vừa ngon vừa rẻ. Có cơm nhỉnh đây chú. Dạ. Ôi chú ăn sáng nay chắc cũng đói bụng. Chú nói là chú hấp cơm ăn. Hấp cơm ngồi ăn mà. Chú cầm cái ly cô bác quý anh chị thôi. Thì lúc sáng thì Bùi Hồ có gặp được chú Tòng là ba của bé Tiền. Ngày hôm nay là ngày thứ bảy thì bé Tiền vào buổi sáng phải đi học. Hôm nay con vào học mấy giờ về Tiền? Dạ cũng 9 giờ. À ba đâu rồi? Dạ ba con đi chạy xe. Ba chạy xe rồi hả? Thì bé Tiền này là con của chú Tòng với lại vợ của chú. Và mẹ con hôm nay mẹ con bỏ đi rồi đúng không? Dạ rồi. Bây giờ thì bây giờ thì vô nhà con chơi đúng không? Con mua nước hả? À ở đây gần đây không? Đi con đẹp gái quá. Ôi ôi 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 mang dép của con dễ dàng lắm không? À Nghĩa ơi, rồi xòe ngón tay ra cho chú coi với. Ở đây 5 ngón nè. Đúng rồi, 1, 2, 3, 4, 5 6, 10 giáo về thôi. Tại vì bình thường thì cô đó bán không có người đem. Mà hôm nay có người đem thì hay chú cháu đi lại đây về. Được lên TV, được lên lên điện thoại vui không? Vui hả? Con có gặp mấy chú kia có quay con không? Con có cảm thấy nó vui không? Vui. Vui. Ủa sao con học trễ á Tiền? Dạ tại vì lên dân xã người ta mặc trễ hết kỹ. À con học cuối năm được loại gì? Khá. Khá hả? À kêu nước xong rồi đỡ. Con hai lâu quá, nếu như mà con hai về thì tốt, còn ngồi đây uống đi. Cảm ơn. Về thì con uống cà phê sữa đi. Cô hai về thì ở lại quay, còn không về thì uống cà phê xong mấy anh em sẽ về. Xíu là có hai con về hả? À, có hai con thường đi về đường nào, đẩy đường nào vậy? Dạ, đẩy đường bên kia chứ không phải bên đây. Ừ.